Vì vấn đề sanh tử của chúng ta mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện tại cõi Ta Bà này. Ngài được sinh ra trong một gia đình vương giả, nhưng Ngài đã từ bỏ sự giàu sang của cả một vương quốc để ra đi lo việc tu hành và chứng thành Phật quả dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi chứng quả Phật, Ngài quan sát các chúng sanh trong thế giới Ta Bà và nhận thấy rằng các chúng sanh tại đây có một nhân duyên sâu đậm với hai vị Phật. Đó là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông và Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở thế giới Lưu Ly ở phương Đông có thể giúp chúng ta tăng phước, tăng thọ, tiêu trừ tai nạn. Còn Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây thì có thể tiếp dẫn chúng ta mang theo nghiệp mà sanh về thế giới Cực Lạc. Hoa nở liền trông thấy Phật, ngộ được pháp vô sanh nhẫn. Trong bài Nhị Phật Chú có câu: Nhị Phật diễn hóa tại Ta Bà, Đông A Xúc, Tây Di Đà. Hai câu này nghĩa là Phật A Xúc, tức là Phật Dược Sư, và Phật Di Đà đều giáo hóa chúng sanh tại thế giới Ta Bà. Hai vị Phật, một vị ở phương Đông, một vị ở phương Tây, nhưng cả hai đều có nhân duyên rất sâu đậm với chúng sanh cõi Ta Bà. Do đó Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, còn Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật chính là A Di Đà Như Lai. Nếu có ai niệm danh hiệu của Đức Phật Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư, thì người đó được giải trừ tai nạn, bệnh tật tiêu tan, tội diệt, phước sanh, tâm ý mãn nguyện. Vậy vị Phật giúp các chúng sanh kéo dài mạng sống chính là Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư. Còn Đức Phật A Di Đà thì sao? Ở đây là vấn đề vãng sanh. Như có ai muốn về thế giới Cực Lạc thì phải niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nếu quý vị muốn sanh về cõi Lưu Ly, tức là thế giới của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì hãy niệm danh hiệu của Ngài Dược Sư. Khi còn sống, người ta muốn tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ. Còn khi lâm chung, người ta mong về nơi thế giới Cực Lạc. Bởi vậy trong Phật giáo chúng ta thấy có những tấm bài vị màu đỏ, gọi là bài vị duyên thọ. Ngụ ý rằng Đức Phật Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư phóng hào quang chiếu sáng ngôi sao bổn mạng của chúng ta. Còn khi vãng sanh, nếu không muốn tái sanh lên thế giới Lưu Ly mà muốn về cõi Cực Lạc, thì người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân duyên của chúng ta đối với hai vị Phật nói trên quả là rất mật thiết. Tuy nhiên chúng ta vốn chưa biết gì về hai vị Phật này, ngay đến cả danh hiệu của các ngài chúng ta cũng không biết. Do đó Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu cho chúng ta về danh hiệu, bổn nguyện cùng công đức nguyện lực của các ngài. Bởi vậy mới có bộ kinh gọi là Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vị Phật đây là một thầy thuốc lớn, có thể trị tất cả mọi bệnh tật của con người trong thế gian. Bất kể quý vị bị chứng bệnh nan y gì, nếu được ngài cứu chữa thì chắc chắn bệnh sẽ hết. Bệnh gì cũng được chữa lành, ở cửa tử mà còn được hồi sinh, bệnh đáng chết mà còn được cứu sống. Bởi vậy ngài mới có tên là Dược Sư. Theo lời Phật nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi, thì trong thời gian chưa thành Phật, tức thời kỳ nhân địa, đang tu đạo Bồ Tát, Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã lập 12 đại nguyện. Phàm người tu hành đều cần phải phát nguyện, phát những lời nguyện chân chánh, phát xuất từ trong tâm, rồi theo đó mà thực hành. Các vị Phật trong quá khứ đã từng phát nguyện như vậy, và nhờ vào nguyện lực đó, chúng ta dụng công ít mà thành tựu nhiều, chúng ta đạt quả vị cao mà công sức không nhiều lắm. Do đó gặp được pháp này, chúng ta phải hết sức tinh tấn, sanh tâm hoan hỷ lớn và đạt được niềm pháp hỷ sung mãn. Đức Thế Tôn Dược Sư phát nguyện là để khiến cho các loài hữu tình cầu gì cũng được. Ngày nay chúng ta tu hành tương đối dễ dàng hơn so với Đức Thích Ca, vì Ngài đã phải trải qua ba kiếp lớn A Tăng Kỳ, nghĩa là vô lượng kiếp, tu hành mới thành được quả Phật. Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng vậy. Còn như chúng ta hiện nay chỉ cần nương nhờ vào nguyện lực của các ngài và di sản của các ngài để lại cho chúng ta. Ý nói đó là Phật Pháp chứa đựng trong ba tạng 12 phần kinh. Chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ đã từng lập vô lượng vô biên nguyện lớn để lợi ích cho chúng sanh. Tới khi các ngài thành Phật thì các nguyện lực đó đều thành hiện thực. Do đó hết thảy chúng sanh trong 10 phương đều được thầu nhiếp. Nguyện lực có thể ví như cục đá nam châm, còn chúng sanh ví như chất sắt. Nguyện lực lớn thì sức hút mạnh, khiến cho bao nhiêu chúng sanh trong khắp 10 phương, dầu nghiệp chướng nặng nề đến chừng nào cũng đều bị nguyện lực thâu hút. Do nguyện ý của Ngài là muốn giúp đỡ các chúng sanh, nên giữa hai đàn có nhân duyên đặc biệt với nhau. Bởi vậy tuy chúng sanh bị vô minh che lấp, nhưng linh tri và linh giác của họ có thể cảm nhận được nhân duyên này. Đức Phật Dược Sư phát lời nguyện lớn này khi Ngài còn là một tỳ kheo trong đời quá khứ. Thuở ấy Ngài cũng giống như quý vị, như tôi hay các chúng sanh khác. Chỉ không giống là ở chỗ Ngài tự phát ra lời nguyện lớn, nên Ngài đã sớm thành Phật. Còn như chúng ta thì quả là ích kỷ, tự lợi tham lam, truy cầu, tranh chấp nhau, không muốn lập nguyện lớn. Bởi vậy cho đến nay chúng ta chưa thành Phật được. Nếu quý vị muốn mọi mong cầu của mình đều được thành tựu, thì hãy mau mau niệm danh hiệu của Ngài,
hay tụng kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức thì quý vị sẽ được toại nguyện. Có người nói rằng, tôi biết rồi, tôi niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai rồi tôi đến sòng bạc. Tôi mà thắng được 1 triệu đồng thì về sau tôi sẽ không đánh bạc nữa, tôi cầu xin như vậy. Nếu quý vị thật lòng thì rất có thể quý vị sẽ được toại nguyện. Nhưng nếu quý vị nửa tin nửa ngờ thì quý vị sẽ không thể dối gạt được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Chúng ta ngày nay sở dĩ không bị đọa vào ba đường ác là nhờ danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã cứu chúng ta. Giả sử tên của Ngài không có trên thế gian này thì e rằng tất cả mọi người đã bị đọa vào địa ngục, làm loài quỷ đói, làm súc sanh, khó mà được làm thân người. Thật vậy, với nguyện lực của Ngài thì dầu quý vị có phạm 10 điều ác, ăn mặn phá giới, không làm điều lành, song nếu được nghe đến hồng danh vạn đức vạn hạnh của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì quý vị sẽ được tiêu trừ hết thảy tội nghiệp, lìa khổ được vui, thoát vòng sanh tử. Nhiều vị đến đây nghe kinh vẫn chưa biết Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là ai. Tiện đây tôi xin giảng thêm một chút. Ngài chính là một vị đại y vương. Bởi là vua trong giới thầy thuốc, Ngài chữa bệnh chẳng cần dùng thuốc. Hết thảy các chúng sanh chỉ cần nghe đến danh hiệu của Ngài thì mọi bệnh khổ đều tiêu tan. Các y sĩ thường hay nói tới vọng văn vấn thiết trong nghề chuẩn bệnh. Vọng là xem bệnh bằng cách ngắm nhìn, văn là nghe tiếng nói, vấn là hỏi xem bệnh tình có những triệu chứng nào, đau đầu chăng, đau chân, đau răng, mắt mũi có đau không, hỏi những thứ đó, còn thiết tức là coi mạch. Bình thường các y sĩ đều phải áp dụng cả 4 cách nói trên và còn tham cứu thêm các nguyên tắc chuẩn bệnh. Đối với Phật Dược Sư, các phương cách vừa kể trên đều không cần thiết. Một khi quý vị xưng danh hiệu của Ngài, bệnh liền tiêu tan. Do đó điều này phải kể là điểm đặc biệt trong bổn nguyện của Ngài nhằm lợi ích các chúng sanh. Nguyên Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai muốn cứu độ các chúng sanh, giải trừ cho họ thoát khỏi bệnh tật thống khổ. Cho nên trong ánh hào quang, Ngài nói thần chú. Thần chú này chỉ có mấy câu rất ngắn, nhưng cái diệu dụng của nó thì vô cùng vô tận. Tuy nhiên muốn được lợi ích, ta phải có lòng tin rồi trì tụng nó một cách chuyên cần. Đối với các y sĩ làm nghề chữa bệnh, nếu một mặt họ trị bệnh bằng thuốc, mặt khác họ lại trì tụng thêm thần chú này thì chắc chắn hiệu nghiệm nhiều hơn và bệnh tình sẽ chóng thuyên giảm. Cho nên trì tụng thần chú là điều rất hay, dù quý vị có phải là thầy thuốc hay không, khi gặp người có bệnh, quý vị dùng thần chú này. Vì họ mà thành tâm độc tụng, quý vị sẽ thấy sự hiệu nghiệm. Những câu chú đều là dịch âm, đọc lên không thấy nghĩa của nó, vả lại cũng không cần biết nghĩa. Diệu dụng của chú là ở chỗ không thấy nghĩa của nó. Đọc lên quý vị không hiểu gì, quý vị chỉ biết chú tâm tụng, không có vọng tưởng gì khác, bởi đó mà nó có cảm ứng. Ví như chúng ta có thể niệm các câu trên một cách chuyên chú, thì sự cảm ứng đạo giao sẽ không thể nghĩ bàn. Trong nghi thức thiền môn Nhật Tụng, có câu chú gọi là nhị Phật chú như sau. Nhị Phật diễn hóa tại Ta Bà, Đông A Súc, Tây Di Đà, thập tam điều đại giới Phạm Ba La, Phạ Diêm La, cần sám hối, tội tiêu ma. Tạm dịch, hai vị Phật giáo hóa cõi Ta Bà, phía đông là Phật A Súc, tức là Phật Dược Sư, phía tây là Phật A Di Đà. 13 điều đại giới Phạm Ba La Di, nếu sợ vua Diêm La thì phải sám hối, tội sẽ tiêu tan. Theo nguyên tắc, ai phạm giới Ba La Di thì không sám hối được. Tuy nhiên nếu có tâm sám hối chân thực thì tội cũng có thể tiêu tan. Dược Sư quán đảnh chân ngôn của kinh này cũng là một phần trong nhị Phật chú. Chân ngôn có ai lực giải trừ hết thảy các chất độc, làm tiêu tan mọi thứ tội. Gặp ai trúng độc, quý vị niệm chú lên, chất độc sẽ được giải trừ. Có điều quý vị phải thành tâm mới có hiệu nghiệm. Trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức thì chú này rất quan trọng. Kinh thì dài, nhiều lúc gấp gáp không đủ thời giờ để đọc tụng toàn cả bộ kinh, nên người ta chọn phần ngắn gọn và chủ yếu. Người ta chọn chú Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn là vì lý do đó. Bởi có duyên lành nên chúng ta mới gặp được pháp môn này. Chúng ta phải thường thường trì tụng chú Dược Sư, đọc tụng kinh Dược Sư và chuyên niệm danh hiệu Phật Dược Sư để giúp chúng ta tránh mọi thứ tai nạn và bệnh tật, tiêu trừ hết thể nghiệp chướng và căn lành còn thêm tăng trưởng. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.